Ngân xin chào tất cả quý vị khách hàng. Hôm nay thì Ngân sẽ dẫn cho tất cả quý vị khách hàng cùng nhau mình tham quan một cái dự án mới của tập đoàn Cát Tường Group. Thì trước mắt của mình là cái dự án Riverview City. Thì cái dự án này thì tọa lạc tại phường Cát Lái của quận 2. Thì ở đây là một cái vị trí thì nó giống như là một cái trung tâm rồi. Thì chỉ cần mất vài phút thôi mình sẽ tới được trung tâm thể dục thể thao và sân golf Rạch Chiếc. Và đến với quảng trường trung tâm và công viên bờ sông thì mất khoảng 8 phút. Và mình mất khoảng 9 phút để đến được siêu thị Metro An Phú và siêu thị Bixi. Và mất khoảng 10 phút đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Chỉ cần mình di chuyển qua cầu Phú Mỹ là sẽ tới. Và mình mất khoảng 15 phút để mình đi đến trung tâm quận 1, chợ Bến Thành. Thì mình sẽ đi đường đại lộ Đông Tây qua hầm Thủ Thiêm. Hiện tại thì dự án này là một cái nơi an cư, phải nói là điểm 10 đầu tiên chính là cái sự tiện ích nội khu của dự án. Thì mình không cần phải đi đâu xa hết, thì trong dự án thì nó có những cái tiện ích giống như là trường mầm non Sơn Ca, trường tiểu học Mỹ Thủy, trường trung học cơ sở Cát Lái, trường trung học phổ thông Cát Lái. Thì tất cả những cái tiện ích về trường học thì đã có trong cái dự án của mình rồi, cho nên mình không cần phải đi đâu xa hết. Hoặc là trong dự án mình thì có luôn cả trường đại học quản lý công nghệ. Ngoài ra thì mình có tất cả những cái tiện ích khác như là cà phê, mua sắm hoặc là những cái công viên để mình đi bộ thì cũng đã có đầy đủ hết, hoặc là khu thể dục thể thao thì mình cũng có luôn, mình sở hữu trong một dự án. Rất là tiện ích cho mọi người. Thì hiện tại là cái dự án của mình thì nằm tại một cái khu quy hoạch ở gần ở bên cảng Cát Lái. Thì mình được một cái là cái giá nó còn rất là rẻ so với khu vực. Cùng với cái việc là quận 2 của mình thì đang phát triển để trở thành trung tâm đô thị mới của thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai gần. Thì khu đô thị Cát Lái nói chung và cộng đồng dân cư tại biệt thự Ventura của quận 2 nói riêng sẽ trở thành một trong những cái mắt xích quan trọng nhất, bởi vì nó kết nối những cái vị trí chiến lược của thành phố trong tương lai. Trong dự án của mình thì với cái diện tích nó rất là đa dạng nha mọi người. Thì chẳng hạn như là đa số là những cái khu trong đây là mình phân lô theo cái kiểu là mình xây biệt thự nó nhiều hơn, cho nên cái diện tích là nó rơi vào tầm khoảng nhỏ nhất là khoảng ngang 5 dài 15, hoặc là ngang 7 dài 15, và ngang 7, ngang 8 dài 20. Nói chung là những cái diện tích thì nó khá là lớn và nó khá là dung dứt, cho nên là cái việc lựa chọn của mình cũng khá là dễ. Thì với cái giá thì nó rơi vào tầm khoảng 30 tới 35 triệu một mét vuông. Thì mình tùy vị trí và tùy diện tích nha mọi người. Còn mình tính tổng giá trị của một nền đất thì nó rơi vào tầm khoảng 3 tỷ cho tới 5 tỷ một lô. Mình cũng tùy vị trí và cái tùy cái diện tích nữa. Thì trong cái khu này hiện tại là bên đây đầu tư rất là nhiều những cái khu chung cư, mà chung cư mình dạng là cao cấp nha mọi người. Cho nên là ở cái tầng trệt ở dưới thì đa số là những cái người dân họ mua để họ kinh doanh, muốn bán cà phê hoặc là tạp hóa, rồi có cả một cái siêu thị luôn nha mọi người. Cho nên là chỉ cần mình ở trong cái khu này thì nó có hầu như là đầy đủ các tiện ích rồi. Cho nên là mình không có cần phải đi đâu xa, hoặc là những cái công viên thì bên chủ đầu tư họ cũng làm riêng cho mình luôn. Những cái công viên thì nó có sẵn những cái máy tập thể dục này kia, này nó có đầy đủ hết. Hoặc là những cái công viên đi dạo bên bờ sông thì cũng rất là lớn. Và hiện tại những cái đường ở trong đây thì nó rơi vào tầm khoảng từ 15 cho tới 35 mét. Và hạ tầng thì hầu như là 100% đã hoàn thiện rồi. Và được một cái nữa là mình hầu như tất cả là mình đều xài điện âm hết. Cho nên là nhìn cái khu nó rất là sáng và rất là sạch sẽ. Và hiện tại thì
dân cư ở trong đây thì nó chưa có nhiều, nhưng mà có được một cái là dân cư của những cái khu chung cư cao cấp thì rất là nhiều dân. Nếu mình ở trong cái khu này thì hầu như là tất cả những cái tiện ích là nó có hết rồi, mình mua mình ở hoặc là mình mua đầu tư nó cũng an tâm. Rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai là sổ sách ở đây là mình hầu như là 100% là sổ hồng riêng hết, từng nền hết đã có rồi. Cái hình thức mua bán thì mình đầu tiên thì mình chỉ cần đặt cọc là 50 triệu thôi, còn lại là mình sẽ đóng 30%, 30% là mình sẽ ký hợp đồng và mình nhận đất. Thì còn lại thì mình góp trong vòng 6 tháng, và 6 tháng đó thì công ty sẽ không có lấy lãi suất của mình. Còn nếu như mình trả luôn 95% của tổng một cái lô đất thì mình sẽ được công ty là chiết khấu 5% của tổng giá trị lô đất và chiết khấu thêm hoàn nữa. Thì bên đó thì khi nào có thông tin chính thức thì Nhân sẽ thông báo với tất cả các vị khách hàng. Rồi và bây giờ thì Nhân mời tất cả các vị khách hàng mình cùng nhau bay lên cao để mình nhìn ngắm lại cái khu đô thị của mình. Thì vị khách hàng mình hãy nhớ bấm nút like và bấm nút đăng ký để có thể xem tất cả những video sau và tất cả những cái dự án sau của tập đoàn Cát Tường Group. Thì chỉ cần mình bấm đăng ký thôi, thì khi nào mà Nhân lên một video nào đó hoặc một cái dự án nào đó mới thì bên Google sẽ thông báo cho mình. Rồi bây giờ thì Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người khách hàng.